Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay lại quên và nhầm lẫn liệu Biden còn có thể nhớ được gì nữa đây. Donald Trump nói phiên tòa là một sự ô nhục của nước Mỹ. Biden sợ hãi, né tránh phiên điều trần luận tội của đảng Cộng hòa vì sợ dính án. Kính thưa quý khán thính giả, Tổng thống Joe Biden đã tới Pennsylvania vào thứ Ba trong chuyến công du ba ngày tới bang chiến trường này, bắt đầu bằng một sự kiện vận động tranh cử ở quê hương Scranton của ông trong cuộc tái tranh cử tổng thống sắp tới, nhiều khả năng Pennsylvania sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt kết quả. Và một sự thật buồn cười đã xảy ra là không ai thèm quan tâm đến Biden. hầu như không có ai đến để xem người nhận được 81 triệu phiếu bầu cho Biden ở quê nhà, ở bang mà ông được cho là đã giành chiến thắng vào năm 2020. Theo Newsmax, số người thuộc các nhà đài còn nhiều hơn số người tham dự. Ngược lại, hàng nghìn người đã đến gặp Tổng thống Trump ở snackville Pennsylvania vào cuối tuần qua. Biden đã đưa ra nhận xét về luật thuế của Hoa Kỳ tại trung tâm văn hóa Scranton ở đền Masonic. Có lẽ ông ấy nên bảo con trai mình là Hunter Biden nộp thuế. Hunter bị truy tố về tội trốn thuế liên bang. Trong bài phát biểu tại bang quê hương của mình, Tổng thống Biden gặp phải một khoảnh khắc bối rối đầy tiêu cực. Ông mất một thời gian ngắn nhưng đầy ngần ngừ để tìm kiếm từng từ, khiến cho cuộc phát biểu của ông trở nên đắn đo và lúng túng. Biden phải mất một phút khi đọc từ mấy nhắc chữ khổng lồ. À xin lỗi, tôi đang định nói về ông thị trưởng cũ. Biden thậm chí không thể nhớ từ Scranton, được cho là quê hương của ông. Não của Biden gặp trục trặc khi cố nhớ từ Scranton. Điều này không chỉ làm cho tổng thống Biden trở nên mất tự tin trong phát biểu của mình mà còn gây ra sự nghi ngờ về khả năng của ông trong việc nhớ và giao tiếp hiệu quả. Tổng thống Biden sinh ra ở Scranton và lớn lên ở đó cho đến năm 1953 khi gia đình ông chuyển đến Clayman, Delaware. Chiến dịch tranh cử của Trump hôm 16 tháng 4 chỉ trích Tổng thống Biden trong tuyên bố gây hiểu lầm cho cử tri Mỹ về thực tế khắc nghiệt của cuộc sống dưới chính quyền thất bại của ông. Biden tuyên bố, tôi đã mang lại kết quả thực sự một cách có trách nhiệm về mặt tài chính. Không ai kiếm ít hơn 400.000 đô la sẽ phải trả thêm một xu. Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể kiếm được 400.000 đô la. Tuy nhiên, sự thật lại không như vậy Mặc dù Biden tuyên bố về việc không tăng thuế cho những người có thu nhập dưới 400.000 đô la hàng năm, thực tế là ông đã tăng thuế cho những người Mỹ có thu nhập ít hơn 20.000 đô la mỗi năm. Điều này dẫn đến một loạt các biện pháp thuế mới mà những người này phải đối mặt. Ngoài ra, lạm phát, mặc dù không phải là một loại thuế trực tiếp, nhưng vẫn là một cách để chính phủ thu hút nguồn tài nguyên từ người dân. Sự tăng lên của lạm phát có thể tác động đáng kể đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân thông qua việc làm giảm giá trị của tiền tệ và tăng giá cả hàng hóa và dịch vụ. Do đó, trong một số ngữ cảnh, lạm phát có thể coi là một loại thuế gián tiếp. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos, cử tri bày tỏ sự tin tưởng nhiều hơn vào khả năng xử lý nền kinh tế và việc làm của Tổng thống Trump, với 39% ủng hộ ông so với 33% ủng hộ Tổng thống Biden. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã lên án phiên tòa hình sự của ông hôm thứ Ba, trích dẫn cuộc thăm dò mới ủng hộ tiền đề của ông về bản chất chính trị của vụ án. Cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng APNORC cho thấy chỉ có khoảng một phần ba người trưởng thành ở Mỹ tin rằng Trump đã làm điều gì đó bất hợp pháp liên quan đến vụ án. Biện lý quận Manhattan của đảng Dân Chủ Evan Brett đã buộc tội Trump 34 trọng tội, cáo buộc ông làm giả tài liệu để che giấu vụ bê bối tình dục. Phiên tòa là phiên tòa hình sự đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội. Trump nói rằng thẩm phán tòa án tối cao New York Joan Merchant sẽ ngăn cản ông vận động tranh cử, xuất hiện tại tòa án tối cao và tổ chức lễ tốt nghiệp của con trai ông. Trump nói với các phóng viên hôm thứ ba, "Chúng ta có một thẩm phán ghét Trump, chúng ta có một thẩm phán không nên tham gia vụ án này. Ông ấy rất mâu thuẫn, nhưng đây là một phiên tòa không bao giờ nên diễn ra, hoặc lẽ ra phải bị hủy bỏ từ lâu rồi." Trump đội mới lập luận của mình rằng vụ kiện chống lại ông là một phần của cuộc đàn áp chính trị ông trump nói đây là một phiên tòa đáng lẽ không bao giờ được đưa ra đó là một thử nghiệm đang được xem xét được xem xét trên toàn thế giới và họ đang phân tích nó mọi chuyên gia pháp lý mọi học giả pháp lý đều cho rằng phiên tòa này là một sự ô nhục nếu mọi người nhìn vào jonathan turley andy mccarthy tất cả đều là những học giả luật vĩ đại không có ai mà nói rằng chúng tôi phải bị đưa ra xét xử trump cũng cân nhắc các lập luận pháp lý chống lại vụ việc trump đặt câu hỏi tôi đang trả tiền cho luật sư và tài khoản chi phí pháp lý coi đó là chi phí pháp lý đó chính xác là những gì đã xảy ra và mọi người có bị truy tố về điều đó không trump sau đó đã nhắm vào biden và liên kết những thách thức pháp lý của chính ông với tòa bạch ốc trump nói tất cả đều đến từ tòa bạch ốc vì anh chàng này không thể ghép hai câu lại với nhau ông ấy không thể vận động tranh cử và dùng điều đó để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chỉ cần nhìn vào các cuộc thăm dò đây là một phiên tòa giả tạo. Trump nói thêm, bây giờ tôi đáng lẽ phải ở Pennsylvania và ở nhiều bang khác, Bắc Carolina, Georgia, để vận động tranh cử. Luật sư của Trump, ông Jesse Pino, cho rằng đây là một vụ án thiếu tính công bằng trầm trọng và là một sự thiên vị trắng trợn trong chính trị. Ông cho biết, thẩm phán Merchant là nhà tài trợ của Biden, gia đình ông ấy có lợi ích tài chính trong vụ án này và chính quyền Biden đang cố gắng kéo vụ việc này ra càng lâu càng tốt để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Ngoài ra, ông cũng khẳng định rằng Cohen là một kẻ khai man và rằng mọi người nên cẩn trọng khi nghe những lời nói dối của ông ta. Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden sẽ không điều trần trước các thành viên Hạ viện Mỹ đang tham gia vào cuộc điều tra luận tội ông, Tòa Bạch Ốc cho biết hôm 15 tháng 4. Ông Sober nói trong một lá thư gửi ông Comer, quỹ ban của ông chỉ thành công trong việc đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy trên thực tế Tổng thống không làm gì sai đảng cộng hòa trong cuộc điều tra đã phát hiện hàng triệu usd đã chảy từ các doanh nghiệp và cá nhân kể cả người nước ngoài vào tay các thành viên trong gia đình biden khi tổng thống biden còn là phó tổng thống họ cũng đã xác định các khoản thanh toán từ hoạt động kinh doanh của hunter biden cho tổng thống và từ anh trai của tổng thống cho ông ấy cũng như các email giữa tổng thống biden và một cộng sự của hunter biden trong khi đó một số nhân chứng đã làm chứng rằng tổng thống biden sẽ nói chuyện điện thoại với các cộng sự của hunter biden và ông đã tham dự nhiều bữa ăn với họ. Tổng thống Biden và tòa bạch khẳng định ông không liên quan đến công việc kinh doanh do con trai và anh trai ông đảm nhận. Ông Comer đã viết thư cho tổng thống vào tháng 3, nói rằng bằng chứng hoàn toàn trái ngược với quan điểm của ông. Ông viết: "Do có khoảng cách lớn giữa các tuyên bố công khai của ông và các bằng chứng do ủy ban thu thập, cũng như sự cản trở của tòa bạch ốc, lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ là ông nên trả lời trực tiếp các câu hỏi từ các thành viên quốc hội." và tôi xin mời ông làm như vậy. Ông Comer cho biết hôm thứ hai, quả táo không rơi xa cây trong gia đình Biden, giống như con trai ông ấy, Hunter Biden. Tổng thống Biden đang từ chối làm chứng trước công chúng về hoạt động trao bán ảnh hưởng tham nhũng của gia đình Biden. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì Tổng thống Biden tiếp tục nói dối về mối quan hệ của ông với các đối tác kinh doanh của con trai mình. Thậm chí phủ nhận sự tồn tại của họ khi con trai ông tuyên thệ trong một phiên điều trần rằng họ đã làm như vậy. Thật không may là Tổng thống Biden không sẵn lòng trả lời các câu hỏi trước người dân Mỹ và từ chối trả lời những câu hỏi rất đơn giản, thẳng thắn mà chúng tôi đã đưa vào thư mời. Tại sao Tòa Bạch Ốc lại khó trả lời những câu hỏi đó? Người dân Mỹ xứng đáng nhận được sự minh bạch từ Tổng thống Biden, chứ không phải thêm những lời dối trá. Không rõ liệu các nhà lập pháp có cân nhắc việc triệu tập Tổng thống hay không. Và Tòa Bạch Ốc cũng không trả lời khi được hỏi liệu Tổng thống có tuân thủ trác đội hầu tòa hay không. Ông Comer và các thành viên khác cho biết Họ muốn có câu trả lời cho các câu hỏi, bao gồm cả những câu hỏi về nguồn tiền thanh toán từ anh trai ông. Họ cũng đang tự hỏi liệu Tổng thống Biden có từng tiếp xúc với các cộng sự của Hunter Biden hay không, chẳng hạn như các doanh nhân Trung Quốc Jonathan Lee, Ye Chen và Henry Zhao. Các nhà lập pháp cũng muốn biết thêm thông tin chi tiết về công việc được thực hiện bởi Eric Squaring, một trong những cộng sự cho Tổng thống Biden. Ông Squaring nói với các nhà lập pháp rằng, ông thường gặp Tổng thống Biden và cung cấp cho ông các dịch vụ miễn phí, bao gồm cả việc khai thuế. Các nhà lập pháp vẫn chưa phát thảo các bước tiếp theo trong cuộc điều tra. Cuộc bầu cử tháng 11 đang đến gần và nếu tổng thống Biden thất bại trong nỗ lực tái tranh cử, ông sẽ rời khỏi chức vụ tổng thống đương nhiệm vào tháng 1 năm 2025.